Nghe cầu Đức Hòa. Bây giờ theo thông tin là cầu phía trước, ở phía trước là có một sự cố tai nạn mà nghe nói là bị sập cầu. Bây giờ là không đi được. Hình như có một số người ta quay lại rồi kìa. Nên bây giờ là phải đi quốc lộ. Hình như là đi qua không được. Bây giờ mình sẽ chạy tới đó coi nguyên nhân như thế nào. Cầu Đức Hòa. Số người đang đứng trên cầu rồi. Người ta không cho qua là đúng rồi, quá trời đông. Họ quay lại hết rồi. Tết năm nay về xui quá. Đường nào hai đã không thể về quê rồi. Hết trơn rồi. Nhưng mà thấy xe dưới đi lên thì sao đi được ta?
tới đây. Có vẻ như là cái này là nó mới xảy ra thôi nên là xe chưa có xa. Với lại bên kia cầu Đức Hòa thì có giao thông điều tiết hướng rồi, hướng xe gốc lộ nên là còn mấy người này thì họ đi là do hướng ý họ thấp thôi, chứ giao thông họ không muốn nha, không muốn đi thì họ đi thôi, họ đi chút quay lại. Mình thì tò mò nên mình đi cho mình biết cái nguyên nhân cuối cùng là gì, và không biết bao giờ mới về tới nhà. Chúng ta cũng giống như đi vô một cái ống nữa. Giờ kia cái ống không có qua đường chui ra luôn. Coi trên bản đồ không có con đường nào hết. Bà con dừng chân nghỉ nè. Chưa có lẩu à. Và đây là cơ hội để cho người ta bắn nước. Tới cũng được luôn, người cũng được luôn. Đây là có người vui mừng nhất rồi này, người đau khổ với những người đi xe. Không có đem cái gì đựng hết chứ. Phải chạy lên chung ăn uống thử cây.
thoại cặp cầu đó có thoại làm ăn. Không biết nguyên nhân, chỉ là tin đồn hay nên là không biết như thế nào. Người nói nổ vỏ, người nói gãy cầu. Mà đường này còn mới mà làm gì gãy nổi. Giờ mình đi lên đi. Tới chưa? Đó rồi, chắc rồi. Nghĩa là mới bước qua khỏi cái chỗ đó là mình về nhà được. Qua khỏi cái cầu đó là tới rồi. Sáu bảy không? Sáu bảy, sáu sáu.